Cuốn 68 giải thích phẩm ma sự thứ 46 kinh. Bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu sáu ba la mật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, nghiêm tịnh Phật độ. Phật đã tán thán nói công đức họ rồi: Bạch Đức Thế Tôn, cớ sao thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy cầu Phật đạo lại gặp các chướng nạn? Phật bảo Tu Bồ Đề: Biện tài vui nói, không phát sanh liền nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì biện tài vui nói không phát sanh liền là ma sự của Bồ Tát? Phật dạy: Có Bồ Tát Ma Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật, có đầy đủ sáu ba la mật, vì nhân duyên ấy nên biện tài vui nói không phát sanh liền đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, biện tài vui nói vội vã phát khởi nên biết cũng là ma sự của Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì biện tài vui nói vội vã phát khởi lại là ma sự? Phật dạy: Bồ Tát Ma Tát tu thí ba la mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật mà đắm vào sự ưa vui thuyết pháp, vì nhân duyên ấy nên biết biện tài vui nói vội vàng phát khởi là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, khi chép kinh Bát Nhã Ba La Mật ấy mà tâm ngạo mạn vô lễ nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, khi chép kinh Bát Nhã Ba La Mật mà loạn tâm cười giỡn nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu khi chép kinh Bát Nhã mà bất kính khinh cười nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu khi chép kinh Bát Nhã mà loạn tâm bất định nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu chép kinh mà mỗi người không hòa hợp nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân nghĩ rằng ta không được ý vị trong kinh Bát Nhã liền bỏ đi nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, khi thọ trì đọc tụng thuyết giảng hoặc nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật mà tâm ngạo mạn vô lễ nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu trong khi thọ trì thân cận nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật mà lại cười nhau cười đùa nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu trong khi thọ trì đọc tụng nhớ nghĩ đúng và tu hành kinh Bát Nhã Ba La Mật mà khinh miệt cùng nhau nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Nếu khi thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật mà tâm tán loạn nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Nếu trong khi thọ trì đọc tụng cho đến nhớ nghĩ đúng Bát Nhã Ba La Mật mà tâm không hòa hợp nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói thiện nam tử, thiện nữ nhân nghĩ rằng ta không được ý vị trong kinh liền bỏ đi nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì Bồ Tát không được ý vị trong kinh liền bỏ đi? Phật dạy: Bồ Tát Ma Tát ấy đời trước tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật không được bao lâu nên người ấy khi nghe Bát Nhã Ba La Mật liền từ chỗ ngồi đứng dậy suy nghĩ và nói rằng: Ta đối với Bát Nhã Ba La Mật không ghi nhớ, tâm không thành tịnh, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi nên biết đó là ma sự của Bồ Tát.